Tiếp tục chương trình Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố châu Á-Thái Bình Dương 2021, hôm nay các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung chia sẻ thảo luận các vấn đề về phát triển du lịch bền vững trong kỷ nguyên mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Tại phiên thảo luận, đại diện các thành phố châu Á-Thái Bình Dương đã trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm bài học thực tiễn thành công mà các thành phố đang áp dụng để phát triển công nghiệp du lịch có đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế địa phương cũng như việc bảo vệ môi trường, các giá trị văn hóa. Các thành phố cũng nêu ra những biện pháp mới về phát triển du lịch bền vững hậu Covid-19 trong bối cảnh có đến 80% doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch và dự báo phải mất hơn 2 năm nữa thì ngành du lịch mới quay lại tốc độ phát triển như năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn đã giới thiệu khái quát về đặc điểm địa lý và những thế mạnh du lịch của Đà Nẵng, đồng thời cho biết thành phố đã chủ động đề ra các chính sách phát triển thành phố theo hướng bền vững, xây dựng thành phố môi trường. Đà Nẵng là một trong 33 thành phố đầu tiên tham gia chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu do quỹ Rockefeller tài trợ và cũng được bình chọn là điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á. Hiện nay, du lịch là một trong năm hướng đột phá của thành phố. Chúng tôi luôn xác định rõ ràng mục tiêu phát triển du lịch theo hướng nâng cao chất lượng và bền vững bằng những chủ trương, chính sách và hành động cụ thể như quy hoạch không gian phát triển du lịch đồng bộ với cấu trúc đô thị, ưu tiên nguồn lực, dành quỹ đất phù hợp với đặc thù phát triển du lịch và hài hòa với các ngành kinh tế khác, đảm bảo giữ gìn tài nguyên và cảnh quan tự nhiên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch, hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, đầu tư cơ sở hạ tầng đúng với các quy chuẩn kỹ thuật, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng của thành phố, tạo cơ chế điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ du lịch, xây dựng cộng đồng văn minh, thân thiện trong ứng xử với khách du lịch, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế về phát triển bền vững, cụ thể hóa các chủ trương chính sách phát triển du lịch phù hợp với xu hướng tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn cũng bày tỏ để phát triển du lịch nói riêng và kinh tế xã hội của Đà Nẵng nói chung đạt hiệu quả và bền vững, thành phố Đà Nẵng mong muốn được học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm của các thành phố tham gia hội nghị để góp phần giúp Đà Nẵng hiện thực hóa các chủ trương chính sách về phát triển bền vững. Đà Nẵng cam kết sẽ đồng hành với các mục tiêu phát triển bền vững tại hội nghị lần này để triển khai phát triển thành phố, trong đó có du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, đảm bảo phát triển kinh tế song hành với bảo tồn và phát huy các giá trị môi trường tự nhiên và văn hóa tốt đẹp.